Ngày hôm qua thì tiến hành phát trong cái vỏ dưới gốc và chỉ một số hạt bụi vì đất đâm văng lên trên trái của mình đây. Thì hôm nay làm ra tiến hành sẽ xịt nấm cho nó. Thì có chỉ sau khi xịt thì có chỉ nhìn thấy cái màu trái nó xanh đã được. Thế mà vẫn sót, bụi trắng 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 là sót đấy. Trái thì bây giờ phát triển rất nhanh, tròn trái cũng tương đối là đẹp rồi. Đấy, cây này cũng vừa rụng một trái xong này. Đó, hơi mềm méo xí. Đây, hai trái nằm gần nhau này, rụng mất trái này. Đó, chị cũng quan sát lại sau khi xịt thuốc nấm cho nó, xử lý nấm ngay lập tức luôn, không thể để lâu được. Để lâu là cái nấm nó sẽ xâm nhập vào. Mấy trái này, bốn trái trong một cành đẹp chưa? Tròn. Bên này chùm này, chùm đông con này vẫn đang còn nguyên vị trí, chưa có bị đụng trái nào nhé. Đấy, sau khi xịt thuốc nấm, ồ thế mà vẫn phủ sót thôi chị này, chỗ này trắng trắng là phủ chưa tới đó nhé. Dưới là khoanh chứa này, đất mình xịt là hay băng lên trực tiếp vào đây nhiều, mới qua gốc xuống gốc luôn. Quan sát một lại một lần nữa, xịt trong thì thấy trời nó cũng không tầm, không bị có mưa không ạ chị. Xịt kiểu đó mà vẫn sót, mình phải đứng các góc rồi nhé. Đây đứng các góc làm sao là vẫn sót được chỗ này? Chẳng chẳng vẫn sót, sót là nó dễ bị nguy cơ nó xâm nhập. Đấy, là sống riêng tơ thì ok đẹp rồi. Mấy cây bên trong này, đấy trên tròn đẹp lắm, yeah. Phía trên thì tròn đẹp, phía dưới thì méo hơn. Cành nào cũng trái to hết rồi. Bây giờ sau khi bỏ phân ba số và bón cho nó thì thấy trái nó bắt đầu cũng tròn lại đâu anh chị. Buổi sau là bỏ tăng cường lên phân 16 cho nó đẹp. Bộ lá nó còn sót lại, vặt sót lại, bây giờ nó gần lụa rồi. Và bộ lá mới này, đọt mới là chuẩn bị ra này. Mình sẽ nuôi dưỡng luôn để kéo cho nó một cây đọt này cho nó khỏe luôn nhé. Đấy, thì lá trong tiếng tơ xanh đen luôn. Đây trong này chỉ có cây lúc nãy là rụng một trái nào thôi, còn cái cây này chưa có hiện tượng gì rụng cả, còn ít trái nào mà rụng thì cũng không mất ăn. Hy vọng là mèo béo gì cũng còn. Đây, chỗ này đông này, hai này, bốn, sáu trái này đã còn nhé các chị. Trái tương đối không eo lắm, nhưng mà tròn thì cũng không tròn lắm. Tiếp tục phòng cây bên trong này nữa. Sẵn đây chia sẻ qua cho các chị cũng nắm bắt tình hình từng ngày một luôn. Xử lý nấm và quan sát lại vườn, không cho nấm có cơ hội để mà xâm nhập và tấn công vào cái trái của mình, bảo vệ ở đó. Mà nếu mà nó còn bị nó thì cũng hết cách hết kiểu nhá. Đây nó phát triển hơi to một xí nữa, hơi bị gai một xí, nhưng mà tăng cường canxi vào, bo canxi cho nó giữ nhận lại cho hắn đỡ phát triển. Đây này, ba trái mà còn sót được một trái, không biết sau này còn ăn được không. Chủ yếu để nuôi bồ lá thì sang năm bắt đầu cho trái nhá. Đấy, bồ lá vừa rồi cây này bị rầy xanh tấn công, mà bây giờ các anh chị nhìn thấy không, bán đẹp chưa. Đấy, thôi là cũng sẵn ra phát cỏ rồi, bây giờ thì xử lý nấm cho sầu riêng, cho nó khỏi nấm nó xâm nhập lên nhá. Thì cũng chia sẻ với anh chị cùng quan sát lại khu vườn. Rất mong sự đóng góp ý kiến và ủng hộ của tất cả các bác anh chị nhá. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các bác anh chị ở các tập tiếp theo nhá. Nắng gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Nang Jo Tay Nguyen TV Xin Cam On Waringuoi Da Ung Ho Va Dong Han Chuking Gin Wa Vue Ve Han Phuc Than Kong.